Hôm nay Ly có một trường hợp là cái sống mũi của em gái này rất là thấp, và đặc biệt là cộng với đầu mũi của em ấy nó hết. Khi mà chúng ta nhìn vào hình ảnh thì chúng ta sẽ thấy cái sống mũi của em gái này ở phần này nó rất là bị võng, và phần đầu mũi này nó hết ngược về sau. Khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp mũi như thế này thì thường sẽ được tư vấn là nâng mũi cấu trúc, đúng không ạ? Thì Lê biết điều này, tại vì nếu như không làm cấu trúc thì nó sẽ khó kéo dài được cái đầu mũi này ra. Nhưng mà hôm nay thì Ly muốn chia sẻ cho các bạn và khách hàng đang theo dõi Ly. Thì hết tùy theo cái tình trạng hết, nhưng mà vách ngăn của khách hàng bên trong nó khỏe hay không để Ly lựa chọn một phương pháp làm cấu trúc kính. Là khi mà chúng ta làm cấu trúc kính thì sẽ hạn chế được cái đường mổ hở, và cái độ an toàn của nó sẽ cao hơn. Nó không phải gọi là cao hơn nữa, nhưng mà nó có thể gọi là tiện lợi hơn. Khi mà trong quá trình mà chúng ta làm á, là nó sẽ đỡ xâm lấn, là đỡ mở mũi cấu trúc ra, thì chúng ta sẽ hạn chế được tình trạng mở mũi cấu trúc ra. Nhưng mà khi mà mổ kính để làm cấu trúc kính, nó lại phức tạp một vấn đề là cái kỹ thuật. Cái kỹ thuật rất là quan trọng nha mọi người. Và Ly đã làm thành công ca mũi này. Là trường hợp này là em gái đã tiêm filler ở lần trước đó. Và khi em ấy đến Ly thì Ly đã tiêm tan filler và Ly trực tiếp làm luôn. Là cái câu hỏi là nhiều khách hàng thường hay quan tâm là tiêm filler xong có nâng mũi liền được hay không, hay là chúng ta phải tiêm tan xong chờ vài ngày. Thì Ly đã có một video phân tích về vấn đề này rồi. Nếu như chúng ta bận quá thì tới làm luôn, còn nếu như chúng ta có thời gian thì tiêm tan trước thì đỡ mất thời gian tiêm tan. Nó chỉ như vậy thôi. Và cái điều mà Ly rất là hài lòng ở ca mũi này đó chính là dù nó bị xoay cái vòng mũi và nó bị hết và da mỏng, sau khi tiêm tan filler xong thì em gái cũng nói là mũi của em rất là thấp, mũi gốc trước khi tiêm filler rất là thấp, thì sau khi tan filler xong thì đây là cái hình ảnh mọi người thấy, cái sống rất là thấp rồi, gốc thẳng và gốc ngang đều nhìn rất là thấp và nó bị hết lên. Thì Ly làm cái phương pháp cấu trúc kính, kỹ thuật thì Ly dựng bằng sụn tay thôi, nhưng mà cái phức tạp để gia cố được cái đầu mũi và làm cho độ nhô đầu mũi nó tăng ra. Mà nếu như thông thường chúng ta dùng những cái dòng sụn L, chúng ta nâng bán cấu trúc lên á, thì mũi đã hết thì sẽ lại bị hết nhiều hơn, và khi chúng ta độn nhiều sụn tay nó dễ bị lộ chất liệu. Nên cái phương pháp mà cấu trúc kính này thì nó được cũng Ly thấy, theo Ly cũng theo dõi thì chỉ có được vài bác sĩ thôi, vài bác sĩ ở Việt Nam làm phương pháp này thôi, vì Ly cũng đang theo dõi nhiều bác sĩ. Và để làm được một ca mũi như thế này, hết này mà đã kéo dài được đầu mũi ra mà mổ kính nữa, thì đó là một cái điều may mắn của những khách hàng đi nâng mũi, và cái thể hiện được cái sự thẩm mỹ và cái tay nghề của những người làm, và trong đó có Ly. Và Ly cũng xin chúc mừng những chị em nào đã từng biết Ly và đang theo dõi Ly và sắp tới sẽ làm đẹp bên Ly. Hiện tại lịch đang còn. Tại vì khi mà làm đẹp bên Ly thì cái độ an toàn là sẽ khá là cao. Ly là một người làm việc chưa bị bất cứ một khách hàng nào bóc phốt Ly ở trên mạng xã hội. Thì mọi người sẽ hiểu được cái độ uy tín của Ly. Và cũng có những người họ ở trong cái ngành nghề họ có thể không thích Ly. Người ta có thể là dựng lên một câu chuyện nói xấu về Ly. Thì điều này thì nó cũng không quan trọng. Quan trọng là khách hàng yêu mến Ly thôi. Tại vì khi mà chúng ta làm nghề, chúng ta làm giỏi hơn một ai đó, thì chắc chắn sẽ có một người nào đó người ta ghét mình, ở sau lưng mình người ta sẽ luôn phá mình. Thì chuyện đó là chuyện bình thường. Cũng như mọi người thấy rồi, khi chúng ta chỉ cần có một chút thương hiệu hoặc là nổi tiếng trong cái lĩnh vực nào đó thì chắc chắn chúng ta sẽ có anti-fan chẳng hạn. Mà điều đó không quan trọng là Ly đã làm thành công ca mũi, rất là nhiều ca mũi khó phức tạp.